Chào mừng các bác và anh em, anh Nguyên đang test và trình diễn trên một cặp loa PV đến từ Mỹ và có model là SV2X. Đây là phiên bản cao cấp của Mỹ, sở hữu 2 phân tần bass 40 từ 220-100, tép kèn huyền thoại họng 51 từ 14. Mà cùng nghe cho âm nó chảy ra nhá. Tiếng mắt anh ấm, đánh êm, đánh mềm, tép len keng, lại lời rõ. Loan ghế cực đẹp nhá. Dưới là căng chắn, trên là khoe một cái tép kèn ra. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Chất. Đồng loa PK này có thể chơi suốt hoặc không nhá. Hay lắm. Biển chơi nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghiêm nhiên chiếm ngự hồn anh. À, chất thật. Bên vây này đúng là cấp. Em rất thích con bên vây như thế này. Hay quá. Để anh đưa đón đêm sớm chiều trên lối đi về không còn thi. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ. Quá chất quá nhá. Và đúng là rất tài Mỹ rồi Mỹ. Con này nó rộng là 54, sâu 58, cao 85. Loài chẳng nguyên bản. Xuất sắc quá nhá. Không chê luôn. Con này hát và nghe nhạc thì không có gì để chê quá nhá. Đấy. Còn nguyên cái xe Mỹ này, nguyên hàng này. Đấy, đi vây SV2X hỗ trợ 2.3. Đấy, anh em xem. Tiếng cực hay, loài chẳng đẹp quá nhá. Giá 24 triệu, về phần này em quay lại thất nhá. Có nhu cầu chỉ khoảng 2 triệu nhá. 24 triệu bao ship tặng cả liên hoan. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa đẹp lung linh đến từ Mỹ, thương hiệu PV, có model là SV2X. Thì đây là một dòng loa sở hữu một bass 40 từ 220-100 và một tép kèn họng lớn 51 và từ 14. Thì với dòng loa này là thuộc top cao cấp nhé của hãng PV. Nó cho một tiếng bass đánh đầm, đánh sâu, đánh chắc, dài tép sáng, là lời rộng rãi. Thì ngày nay em về đôi loa trong tình trạng đẹp xuất sắc như trước mắt các bác đây. Và em sẽ quay trực tiếp nhá. Thì dòng loa thiết kế như sau này, nó là thùng gỗ và bọc lỉ rất là rộng nhá. Và loa còn tình trạng mới nhá, thấy không nhỉ? Lỉ này còn đen óng này. Đấy, đen quýt. Tất cả mô góc một cạnh còn nguyên này. Này rộng là 54, sâu 58, cao 85. Do vậy cái thể tích thùng rất to nhá. Vậy tiếng mát ra rất là đầm chắc. Thì với dòng loa PV này các bác có thể ghép súp hoặc không cũng được nhé, không thiết, tức là có thể bánh súp hoặc không cũng được. Nếu mà gấp súp thì súp ngon, súp bình thường ấy thì nó hỏng tiếng bát của PV. Bánh đầm chắc và sâu, mềm mà nhá, và rất đại tai. Đấy, thì dòng này nó là rất tại Mỹ. Anh nhìn đây, biểu tượng con bộ cạp PV SV2X. Công suất của nó chạy liên tục là 1000W mà nhá, 1000W phần độc năng. Đấy, nó có chế độ đảo EQ này, EQ Squeak, Loman và EQ. Hỗ trợ bác là 3 cổng vào, một là lưu trích. Này, đánh BM góc trên này. Và full run. Đấy. Trọng lượng là 38.6 kg. Quá ok. Và dòng này tại sao nó có cấp nhá? Hỗ trợ cả chân cắm này. Cái này là 2 phân tần nhá. Đây bác nhìn này. Phân tần to như quyển sách luôn. Dã man, có mô rung cháy này, còn cảm này. Đấy, đời trước là có biến áp, nhưng này còn cảm dính luôn với nhá. Rất nhiều tụ điện và cuộn cảm, dây dợi quá nhiều. 2 phân tần nhé, phần tần dưới trên này. Đấy, 2 bo ấy. Thế em nói là cao cấp. Rồi ok nhé. Lỗ thôi cái bên trước. Và cổ tép của PV nó là huyền thoại rồi. Nó không lệch bạn ạ. Nó là cổ tép này. Cổ tép này là cổ tép từ 14. Từ 14 họng 51. Và chắc là chắc trẻ đôi này. Đấy. Rất là dài. Nếu mà đo nó phải gần nói ngoa, phải lửa mét luôn bạn. Cái họng kèn này. Rồi phóng cực xa. Và cấp độ nó là bẻ âm này. Ở cái phong thẳng này, 1 cấp nhé, 2 cấp này, 3 cấp. Đấy là bẻ âm.
chân dưới phải trái loe âm thanh ra. Khi nghe rất sướng, đó là tình trạng các bác nhìn này. Nó quá đẹp đúng không ạ? Quá đẹp luôn, như em bé luôn. Đấy. Cái phễu này không không thể lệch đâu được. Đi về nó có một cái kiểu phễu là trẻ đôi với nhá. Đấy dòng ví dụ như SP2G, 2TI hay là 2X vân vân, nó đều vậy. Cổ từ cái cổ bát này giống nhau. Từ 220 còn 100. Đấy các nhá. Từ 22 còn 100, PV này. Đấy, PV. Rất đẹp các nhá. Đồ này tình trạng là còn nguyên cả cao su bọc ngoài này, từ còn trong quắc này. Anh em xem này. Bao zin hết các bác nhá. Này, gân nội tầm dầu bác này. Màng dài lắm các nhá. Này màng dài ngoách luôn. Keo chỉ là xe này. Đó. Con này thì bác chơi thì ok thôi. Nói chung đồ này em khẳng định bác là bao zin, bao xịn cho các bác. Đấy, bao zin bao xịn cho bác nhá. Tất cả chuẩn chỉ luôn. Không sai một cái gì cả. À, đôi đan này em đang bán giá là 24 triệu bao ship nhá. Bao nhu cầu chuyển khoản cho em 2 triệu. Đấy. Quay toàn bộ nội thất của loa, đảm bảo bao phòng bác từ 10m cho đến 5-6m2 ok. Không cần súp đâu nhá. 24 triệu. Mọi team mua sắm, các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140. Hành Nguyễn giao hàng Trung Quốc nhá. Em chào các bạn.